Vâng, hello chào bạn. Hôm nay kênh Sao Chúng Con sẽ gửi bạn một cái clip về con máy khoan. Đây là máy khoan của Makita. Chắc nhiều bạn biết rồi, con này là hàng dùng rồi. Đây. Con này là mình định tháo nhưng mà thôi mình bỏ quay video để chia sẻ các bạn với con này. Xem qua. Đây các bạn phải xem. Đây là máy Makita, con này nó có hai chức năng. Có cả chức năng búa này. Một chức năng búa này, hai chức năng khoan, ba là chức năng vừa khoan vừa búa, rất là mạnh luôn. Trong phân khúc giá mềm thì chơi em này là rất tuyệt vời rồi. Nhưng con này hiện tại bây giờ đang có một bệnh, các bạn xem này. Đây là nấc khoan búa nhé, còn đây là nấc búa này. Các bạn nhìn qua các bạn sẽ thấy nó có một cái bệnh gì. Con này bây giờ đang bị cái bệnh là không quay, không quay trục này. Cái bệnh này là do hôm trước con này của bác ý nó bị vặn về chế độ như thế này. Vặn ở đây. Không biết ai vặn bác ý cho, bác ý vặn kiểu này mình chịu luôn. Hạ luôn. Không biết ông nào ông vặn kiểu ý. Vặn như vậy thành ra là nó bị trượt gen ở trong. Thì hôm nay ta sẽ tháo ra. Vẫn như thường lệ thôi, thì để sửa con này các bạn sẽ cần một cái, đầu tiên phải tháo điện đã, quên chưa rút điện. Rút điện xong này, các bạn sẽ nhìn thấy ở trong nó có rất nhiều ốc. Ốc đây không biết ốc gì đây, của nó là ốc bốn cạnh. Ốc hoa thị các bạn ạ. Hoa thị cộng với ốc bẹt, ốc tô vít dẹt. Các bạn có thể dùng tô vít dẹt để mở con này, hoặc là dùng tô vít vặn hoa thị mà ở đây, con này vặn luôn này. Con này vít này sẽ vặn luôn này. Các bạn sẽ lùa vào để vặn nó ra. Đấy, vặn ra cho mình. Định vặn con này ra nhưng mà chắc quá các bạn ạ. Không vặn nổi. Con này bắt đầu phải dùng cái chìm. Chìm mà luồn hơi sâu. Không biết nó dùng chìm bao nhiêu đây. Mình đang thử xem. Nhiều lúc sửa bọn này rất là khoai vì cái vấn đề này. Hàng lâu rồi, rất khó tháo. Con chìm này đang bị bé rồi, hơi bé, đây các bạn nhìn này. Đấy. Chìm bị bé rồi, thêm một cỡ nữa thì vừa. Một là trượt, hai là do ở trong này này. Khi các bạn vặn ấy, nó sẽ còn một vấn đề nữa là ốc để lâu bị bẩn. Nó bám vào cái điểm. Khi mà nó khó vặn ấy, các bạn có thể dùng thêm cái chất này để phụt vào. Phụt này vào nó sẽ làm cho bôi trơn cái vết này. Thì nó sẽ làm cho cái ốc lên trơn ra, dễ vặn hơn. Định tháo mở cho các bạn xem con này nhưng mà chắc là không ổn rồi, vì con này khó tháo quá. Mình tháo bây giờ là vặn một ốc thôi, còn ba ốc của nó lại vẫn rất là chắc, không ra nổi luôn. Đây dùng một tô vít này. Nếu các bạn muốn dùng được khả năng, các bạn phải dùng cái bộ tô vít đóng. Tô vít đóng thì mình nhớ là nó không có cái dài sâu như này. Còn vít này của nó mình có vặn được một con đây này, còn con bên này. Con này và con trên không vặn được, rất là cứng luôn. Phải xịt rồi bảy và để chờ cho nó khô, cho nó trơn ra, nhưng mà chắc là hơi khó vì đây là nhựa. Rồi mình sẽ giới thiệu sơ qua về con máy khoan này vậy. Thiết kế của nó thì cũng không có gì, gọi là thiết kế phổ thông. Khoan thì như mình khoan thì mình hay dùng cái mũi này. Đây gọi là mũi 6. Các bạn khi mà muốn nhắc mũi khoan mà sẽ ấn vào đây nhé. Gạt vào đây nhé. Ấn xuống. Để cho mũi khoan nó vào. Đây chưa vào nhé. Đấy. Một là các bạn gạt xuống. Gạt xuống thì thường người ta dùng để tháo ra thôi. Còn lúc ấn vào nó sẽ chỉ như này thôi. Đây. Nó sẽ vào lẫy trong. Bám chặt luôn. Là dính chặt ở đây. Không sợ dùng lẫy. Đấy. Thay mũi khoan thì mới phải ấn xuống như thế này. Còn bình thường thì không cần. Cái này mục đích chính là kẹp mũi khoan thôi mà. Thứ hai là cái bộ này, cái nút vặn ở đây. Ở đây nó có một nấc là vừa khoan vừa búa này, nó có hình luôn này, vừa khoan vừa búa. Các bạn sẽ gạt vào đây, thì khi bạn xiên nó sẽ vừa khoan vừa đục ra. Còn nước này chỉ khoan không thôi, nước này nước búa. Nước búa thì thường máy xịn người ta sẽ dùng, máy chất lượng cao người ta hay dùng nắp thêm cái đầu bẹt bẹt ra như thế này, dùng để xiên mặt tường đẩy ra, rất là tác dụng. Còn như cái con Makita này mình dùng thì
ở bên đây gọi là bốt thì đúng hơn, phải Makita, thì mình hay dùng cái nấc ở giữa này hơn, thường xuyên dùng. Còn nhiều bác thì lắp camera thì cũng lắp thêm cái nấc này, tức là cái nấc ở trên này này, dùng mục đích để làm gì, để lắp thêm một cái đầu nữa thì phải thành nút vặn vít. Vặn vít nhiều bác hay vặn cái vít đấy, vít bắn vào tường và lại lắp điều hòa hay dùng. Chức năng cơ bản nó như vậy thôi, không có nhiều. Còn đây là cần công tắc để bấm. Công tắc con này công tắc chỉnh được lực. Gạt nhẹ thì nó quay nhẹ, quạt mạnh thì quay mạnh, motor chạy mạnh. Gạt sát vào đây thì bấm được nút này. Nút này dùng để giữ. Thế thôi. Giữ lại thì máy chạy liên tục, bây giờ bấm nữa nó mới nhả ra. Thêm dây này cái thứ. Cơ bản chỉ như vậy thôi, không có gì. Con này khoan mà lắp đầu đục bê tông mà chơi tốt thì cũng khoan được tường 20. Kích thủ như mình dùng mình khoan được tường 20 rồi. Đã thử chạy tường 20. Đây, dây, dây khoan sau dùng thì các bạn thay dây. Khác đều được. Có mỗi cái là vặn mãi không ra thôi. Vặn. Có một cái điểm mà các bạn chú ý nữa là khi vặn cái này này thì các bạn chú ý là nó có chiều nhá. Vặn theo ba cái nấc này, 1 2 3. Như con này hỏng là do bác ấy vặn nấc vào đây này. Vặn vào đây đúng không? Thì nhiều lúc không biết lại vặn quá như thế này. Đấy, chính vì thế nó mới trượt rèn ở trong. Nguyên nhân dẫn tới con máy bị hỏng. Chứ còn máy dùng thì rất là tốt, chả có vấn đề gì. Đấy là bị cứng đấy. Trượt rèn ở trong. Rồi, nếu mà nói sơ qua về con máy bốt thì máy khoan bê tông nó chỉ có như vậy thôi. Rồi muốn tháo thêm phần sau này để thay gì cho bạn dễ hiểu nhỉ? Thay chổi than. Dùng lâu thì thay, nhưng mà mấy khi thay đâu. Dùng ít thì có cả năm chả ra. Như mình dùng 4 năm thì mình chưa thay. Ít dùng lắm, tháng vặn. Tiến hành mà thay chổi than thì các bạn sẽ đặt ở đây như thế này. Tháo vít này. Hai vít ở đây, đây có một vít thôi, ba vít. Mở cái lắp này ra, các bạn sẽ thấy được chổi than bên trong. Đấy, thời gian nó còn nhiều, mình sẽ thử tháo ra để thay các bạn xem nhé. Xem linh kiện bên trong luôn. Mình đã mất công tháo rồi. Cái ốc này nếu mà các bạn để nó bị han rỉ thì khó vặn lắm. Chú ý là giữ cho ốc nó mới một chút. Rồi. Các bạn tháo như thế này. Nhét ra. Bên trong này thì sau một than sử dụng thì nó rất là bẩn. Đây các bạn sẽ thấy được cái chổi than ở đây. Đây các bạn thấy. Đây nó nằm chính chỗ lò xo đẩy. Là hai chổi than. Máy cao cấp thì nhựa làm tốt thì nó chịu nóng cao hơn. Máy rẻ thì chịu nóng nó yếu hơn thế thôi. Đây là cái chống viên đá nó chui vào trong. Đây cái rotor nó nằm ở đây. Rất là bẩn. Cái này các bạn chỉ thay một hai lần nó biết cách tháo thì rất là dễ, không có gì cả. Đây này. Các bạn thấy nó rất là bụi ở đây. Bám ở đây rất là bụi luôn. Công tắc ở đây bấm đảo chiều đây. Chạy thì ở trong nó sẽ tóe lửa. Đây nó bám vào vì cái nhựa này khi mà dùng xong nó rất là bám. Sẽ bám dính lại luôn. Nha. Các bạn sẽ phải tháo con ốc. Vậy thôi, đơn giản thì có như vậy thôi. Thay thì ta sẽ mở cái này lên. Các bạn sẽ thấy cái chổi than đây nó nằm đây, vị trí này. Nhấc ra thôi. Đây cái này nó sẽ tác dụng hình cuốn vòng tròn để nó tì. Ép chổi than xuống chặt, đơn lại thế. Chổi than nằm bên trong đây. Đấy, các bạn sẽ thấy cái chổi than nằm đây. Nó tì để giữ chổi than. Cho nó đẩy vào hai bên map này, mé này, nằm im ở trong. Đó. Cách làm việc như vậy. Công tắc thì riêng rồi. Hàng cao cấp hơn thì nó sẽ cái bộ điều khiển sẽ tốt hơn. Nó sẽ thiết kế lại, tức là vẫn theo cái khuôn như thế thôi, vẫn trong cái khuôn này không mà. Linh kiện chất lượng cũng sẽ làm cao hơn, rồi thêm tính năng khác như này. Chạy bấm nó không bị trượt, lâu dùng nó vẫn bền hơn. Nếu làm không tốt lắm thì dùng lâu thì nhanh hỏng.
Thật ra hỏng giảm nó chỉ chập tròn thôi. Hỏng không hỏng. Các bạn có dùng khoan pin rất là tiện này, tháo lóc cũng dễ, nhanh. Xong. Đã xong. Thế thôi, ok. Và cảm ơn phải clip mình nha. Sơ lược qua về con khoan Makita thì như vậy. À, con Boss. Toàn nhầm Makita. Còn không tháo được ra thì ra mình giới thiệu qua về máy thôi. Còn buổi sau mình tháo được ra mình sẽ giới thiệu các bạn xem ruột bên trong con này có cái gì như thế nào. Ok, các bạn theo clip mình nhé. Chúc các bạn tìm được nhiều đồ hay. Chế. Các bạn thấy hay, like, đăng ký, subscribe kênh. Cảm ơn thêm clip khác. Còn đủ ra thì các bạn sẽ lên trong app mà tìm. Sao phải trông con.